ngày 17 tháng 5 năm 2018 8 giờ 24 phút AM, GMT7, sống khỏe mùa hè đến, nhiệt độ tăng cao, vi khuẩn sinh sôi nảy nở, các bệnh về đường ruột càng ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó, một số loại thức để qua đêm có độc tố ngang bằng thạch tín, đây không phải là chuyện để đe dọa. Hai trường hợp thời sự đưa tin gần đây chính là minh chứng hiện thực nhất. Advertisement theo tờ Search Metropolis Daily đưa tin, cậu bé Tiểu Lãng, 2 tuổi sống ở Phúc Châu đang khỏe mạnh bỗng đột nhiên nôn ra máu. Ngay lập tức gia đình đã đưa Lãng tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Chỉ trong vòng 5 tiếng, cậu bé đã nôn tới 7 lần. Theo bác sĩ chuẩn đoán, các cơ quan nội tạng trong cơ thể cậu bé đã bị suy kiệt, gây nguy hiểm đến tính mạng. Cấp cứu 8 ngày, Tiểu Lãng mới qua được cơn nguy kịch. Khi bác sĩ tìm hiểu nguyên nhân mới biết Tiểu Lãng đã ăn trứng vịt muối để qua đêm và đó chính là nguyên nhân khiến cậu bé bị ngộ độc. Ăn thức ăn để qua đêm có thể dẫn tới đau bụng, ngộ độc. Hành minh họa, một trường hợp khác cũng bị ngộ độc do ăn thức ăn để qua đêm được tờ Business Daily đưa tin. Chàng trai 28 tuổi sau khi ăn thức ăn lạnh và bánh bao lạnh để qua đêm đã dẫn tới tình trạng bị suy thận cấp tính, tính mạng nguy kịch. Một số món ăn để qua đêm có thể phát huy độc tố rất mạnh, không chỉ trẻ nhỏ bị ngộ độc, mà ngay cả thanh niên trẻ tuổi cũng chịu không nổi. Giám đốc Ban chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tỉnh Phúc Kiến, ông Vương Thế Bưu nhắc nhở, không ít người vì muốn tiết kiệm, không nỡ vứt bỏ đồ ăn còn dư thừa trong các bữa ăn của gia đình và cất trữ để đến hôm sau. Tuy nhiên, khi bảo quản thức ăn lại không dùng màng bọc thực phẩm mà cho trực tiếp thức ăn vào trong tủ lạnh. Lần ăn tiếp theo cũng không hâm nóng lại, những điều này đã gây những rủi ro lớn cho sức khỏe, đặc biệt vào mùa hè. Chuyên gia khuyên cáo 8 loại thức ăn không nên để qua đêm. Khái niệm để thức ăn qua đêm chỉ là một cách nói trực quan. Sự thực, chỉ cần để thức ăn qua 8 tiếng, nó cũng giống như để thức ăn qua đêm. Vậy thức ăn nào để qua đêm chúng ta không được ăn? Để bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình, bạn nhất định phải chú ý những thực phẩm được chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên để qua đêm. 1. Rau lá xanh để qua đêm là nguy hiểm nhất. Thông thường hàm lượng muối ní chặt của lá và cọng rau cải là cao nhất. Tiếp theo là dưa chuột và thấp hơn nữa là súp lơ. Vì vậy, nếu bạn mua nhiều loại rau củ cùng một lúc, nên ăn loại rau có lá trước, chẳng hạn như rau cải thảo. Rau chân vịt nếu bạn chuẩn bị nhiều món rau cho ngày hôm sau, cố gắng nấu ít món có nhiều lá, lựa chọn tốt nhất là dưa chuột. Rau lá xanh nên chế biến trong ngày không nên để hôm sau. Hành minh họa, các chuyên gia nhắc nhở, vào mùa hè, nếu các loại rau lá xanh mua về nấu không ăn hết, tốt nhất nên bỏ vào thùng rác, không được để qua đêm. Đặc biệt là rau chân vịt và rau cần tây, hàm lượng ni chặt của hai loại rau này tương đối cao, sau khi nấu chín nếu để quá lâu nó dễ dàng chuyển thành ni chít, một chất gây ung thư rất nguy hiểm. 2. Hải sản để qua đêm gây tổn thương gan và thận. Các loại hải sản như cua, cá, tôm sau khi nấu để qua đêm sẽ làm lượng protein bị biến chất, gây tổn thương chức năng gan và thận. Đặc biệt thịt của các loại hải sản sống ở biển, trong thịt chứa nhiều muối, do đó để qua đêm sẽ dễ chuyển thành ni chít. Chất này gây hại cho cơ thể, có thể dẫn đến bị ung thư. Hành minh họa, nếu bạn mua hải sản với số lượng nhiều, không thể ăn hết, có thể để giữ hải sản tươi ở trong túi hoặc hộp và đặt nó trong tủ đông, sau đó chế biến dần. Hải sản để qua đêm dễ chuyển thành độc tố. 3. Trứng nấu chín để trong thời gian dài rất nguy hiểm. Nhiều người thích ăn lòng đỏ trứng mới luộc chín một nửa, lòng nào. Nhưng loại trứng này chưa được tiệt trùng hoàn toàn, cộng thêm trứng giàu dinh dưỡng, đặc biệt rất dễ sinh ra vi khuẩn. Sau khi ăn sẽ gây ra mối nguy hiểm đối với sức khỏe. Hành minh họa, vì vậy, trứng sau khi luộc hoặc nấu chín nên ăn luôn và cũng không nên để qua đêm. Trứng lòng đào không diệt được các vi khuẩn gây hại. Nếu trứng để bên ngoài với nhiệt độ từ 10 độ C trở lên sẽ gây hại cho đường ruột, dạ dày, gây ở hơi nóng, tiêu chảy. 4. Mộc nhĩ, nấm để qua đêm phải cẩn thận. Nấm ăn tốt nhất cho sức khỏe là sau khi nấu xong. Hành minh họa, cho dù là nấm hay mộc nhĩ được nuôi trồng hoặc tự mọc đều chứa khá nhiều dạng ni chạt. Nếu nấu xong để thời gian quá dài, dưới sự tác dụng phân giải của các loại vi khuẩn, chất ni chạt sẽ biến thành ni chít, dẫn đến nguồn dinh dưỡng bị hao hụt, muối ni chạt có thể phân hủy sinh độc tố, gây khó chịu cho dạ dày. Đặc biệt nấm và mộc nhĩ đã nấu cũng không nên để trong tủ lạnh. 5. Để canh qua đêm không để trong nồi bằng kim loại nấu canh xong, tốt nhất là nên đổ canh ra bát ăn ngay trong ngày, nếu có dư thừa nên đổ bỏ. Nếu để lại canh thừa trong nồi bằng kim loại như ý nốt, nôm sẽ dễ sinh phản ứng hóa học gây hại cho sức khỏe con người. Nếu muốn để lại canh vào bữa sau thì không nên cho thêm muối và các gia vị khác vào canh, hoặc có thể cho canh vào tô sứ, thủy tinh đem cất giữ trong tủ lạnh. 6. Món kho để qua đêm không nên ăn. Mùa hè cũng không nên ăn món kho để qua đêm. Hành minh họa, để tránh ngộ độc thực phẩm,
Vào mùa xuân và mùa hè không nên ăn món kho nhừ để qua đêm, kể cả khi bạn đã bảo quản trong tủ lạnh. Món kho nhừ để qua đêm sẽ dễ sản sinh nấm mốc, không an toàn cho sức khỏe. 7. Sữa đậu nành để qua đêm không nên uống. Sữa đậu nành nên uống ngay sau khi mở hộp. Ảnh minh họa, thời hạn sử dụng của sữa đậu nành rất ngắn, nên uống trong vòng từ 2-4 giờ ở nhiệt độ phòng, bằng không lượng vi khuẩn nhanh chóng tăng lên sẽ làm mất chất trong sữa. Tốt nhất là uống ngay sau khi mở hộp, hoặc dự trữ trong tủ lạnh ở ngăn mát và uống trong vòng 12 giờ. 8. Khoai tây đã nấu để qua đêm tránh ăn lại khoai tây bổ dưỡng nhưng cũng mất chất khi để qua đêm. Ảnh minh họa, khoai tây là một thực phẩm tốt, nhiều dinh dưỡng, tuy nhiên cũng không thể để khoai tây qua đêm. Nếu hâm nóng sẽ làm mất chất dinh dưỡng có trong khoai tây, đồng thời còn xuất hiện các chất có hại cho cơ thể con người. Phương pháp sử dụng thực phẩm để qua đêm an toàn ngoài những thực phẩm trên, các món ăn khác để qua đêm vẫn có thể ăn được, nhưng cần phải có cách cất trữ đúng cách tránh hại sức khỏe. Để nguội thức ăn trước khi cất vào tủ lạnh khi thức ăn đang nóng và bỏ ngay vào tủ lạnh, nhiệt của thức ăn sẽ gây ra hơi nước và ngưng tụ. Lúc này thúc đẩy sự phát triển của nấm, từ đó dẫn đến thực phẩm bị mốc trong tủ lạnh. Sau khi thực phẩm đã nguội, không nên để ngoài quá lâu, mà nên đặt vào tủ lạnh ngay cả khi mùa đông, bởi vì tủ lạnh có tác dụng kháng khuẩn nhất định. Thức ăn thừa khác nhau phải được lưu trữ riêng, bảo quản riêng các thực phẩm tránh lây nhiễm vi khuẩn chéo. Ảnh minh họa, các loại thức ăn thừa không được để chung với nhau trong tủ lạnh, để ngăn ngừa tình trạng nhiễm khuẩn chéo. Mỗi loại thức ăn nên bảo quản trong một chiếc hộp sạch hoặc một túi đựng thực phẩm riêng biệt. Canh muốn để qua đêm không nên cho gia vị. Nếu muốn bảo quản món canh cho ngày hôm sau, tốt nhất trong canh không cho gia vị, mắm, muối, bột ngọt. Sau khi canh được nấu chín, múc canh vào tô thủy tinh hoặc tô sứ hoặc nồi bằng thép không gỉ, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, tránh phát sinh các phản ứng hóa học gây hại cho sức khỏe. Trước khi ăn nên hâm lại thức ăn. Hâm nóng thức ăn giúp loại bỏ vi khuẩn. Ảnh minh họa, ngoài việc lưu trữ thức ăn hợp lý, việc đun nóng thức ăn trước khi sử dụng cũng giúp bảo vệ sức khỏe. Các thực phẩm lấy ra trong tủ lạnh, để bớt lạnh và đun nóng đến 100 độ C, đun sôi trong vòng 3 phút. Bởi vì nếu hâm thức ăn ở nhiệt độ thấp thì chỉ có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn, không thể tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn. Thức ăn dự trữ nên ăn hết trong vòng 2 ngày. Các nghiên cứu đã chỉ ra các thức ăn dư thừa không nên để vượt quá 6 tiếng ở nhiệt độ phòng, lượng nhĩ chít sẽ tăng cao. Nếu để thức ăn trong tủ lạnh cũng không quá 2 ngày, bởi tủ lạnh chỉ có tác dụng kháng khuẩn, không thể khử trùng. Đến ngày thứ 3 vi khuẩn vẫn tiếp tục phát triển và hình thành độc tố gây hại cho sức khỏe. Các thức ăn thừa để trong ngăn đá cũng không được vượt quá 2 tuần. Các chuyên gia khuyến cáo, muốn sức khỏe tốt thì thực phẩm đông lạnh nên sử dụng trong vòng 1 tuần. Thường xuyên vệ sinh tủ lạnh. Nhiều gia đình không thường xuyên vệ sinh tủ lạnh, có rất nhiều loại vi khuẩn, đặc biệt là E. Khi lấy ra các thực phẩm đông lạnh và sử dụng, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào đường tiêu hóa, gây ra viêm dạ dày, coli, sản sinh trong môi trường lạnh. Vì vậy, khoảng 3 tháng, nên làm sạch tủ lạnh một lần. Điểm danh 7 loại trái cây phổ biến nếu ăn vào buổi tối sẽ thành độc dược cho sức khỏe. Bình thường ăn trái cây rất có lợi đối với sức khỏe. Nhưng có những loại trái cây không thể ăn bừa và ăn trái cây nhất định phải chú ý đến thời gian. Bấm xem theo Hà Vũ, dịch theo sổ hũ, khám phá.